Tất cả những cái gì mà sư phụ chỉ dạy cho quý vị cũng đều là một cái phương pháp để mà kéo quý vị đi lên mà thôi. Đó. Có 84.000 pháp môn là nó như vậy. Đấy, người thì cần cái này, người cần cái kia, người thì cần nhõng nhẽo, người thì phải bị rầy, nó mới tiến. Con người thì phải phải lạnh lùng một chút, nó mới lên. Người thì phải niềm nữa. Đại khái người thì bên trong phải cho uống thuốc nhiều, người bên trong phải dẫn dắt đi chậm chậm, bên ngoài bên trong nó bắt tay nhau mới tiến bộ. Chứ không phải sư phụ bắt quý vị phải dùng cái gì chuộng cái hình dáng bên ngoài đâu, hiểu chưa? Cái hình ảnh của sư phụ, mặc dù nó là hình ảnh nhưng mà có sư phụ ở trong đó, bởi vì sư phụ còn sống, hiểu chưa? Sư phụ còn sống, tất cả cái gì liên quan tới sư phụ đều có cái từ trường của sư phụ nó nhiễm vô trong hết, đều là một trong những bộ phận của sư phụ, hiểu chưa? Cho nên đều là có sư phụ trong. Thế nên nhiều khi quý vị thấy sư phụ từ trong hình bước ra là vậy, chưa? Ta ở đâu cũng có hào huống gì trong cái hình. Không phải sư phụ chỉ ngồi đó đâu, nhưng mà sư phụ cũng có ở đó nữa. Ý nó như vậy chứ không phải sư phụ không có ở đó. Nếu sư phụ không có trong hình thì sư phụ không phải là vô sở bất tại rồi, phải không? Sư phụ chỗ nào cũng có hết, cho nên trong hình cũng có luôn. Là đúng vậy, tại vì sư phụ còn sống. Quý vị đi lên tuốt trên mấy cái tầng trời trên cao cũng gặp sư phụ, mà xuống địa ngục cũng gặp sư phụ, huống chi trong cái hình mà sạch sẽ đẹp đẽ vậy, tao sao không ngự chồng tao chơi chưa? Cho nên quý vị nhiều khi đeo hình sư phụ đó, thấy nó có linh nghiệm là vậy hả? Hoặc là lấy đồ gì của sư phụ cho ăn đó, hoặc là đồ của sư phụ mặc qua, hay là rờ qua ngồi qua gì đó, nó có dính ở trong tình thương, ở trong cái từ trường của sư phụ. Sư phụ chỗ nào cũng có, mà nhất là sư phụ đã cái thân thể đã đặt qua đó thì dĩ nhiên nó có chứ. Nó còn có nhiều hơn nữa. Những gì mà sư nghĩ mà liên quan tới sư phụ đó thì nó thuộc về sư phụ hết, hiểu chưa? Mà đã nói rằng sư phụ chỗ nào cũng có thì toàn vũ trụ đều có sư phụ hết. Huống chi là cái chỗ nào đặc biệt mà dành riêng cho sư phụ, thí dụ như tấm hình của sư phụ, là cái chỗ ngồi của sư phụ, làm sao không có được? Nó còn đặc biệt thêm nữa, hiểu chưa? Này, cho nên nhiều khi quý vị thấy nói là có người nói là thấy sư phụ về ngồi ghế là vậy chứ hả? Cái nhà của quý vị không có chỗ nào dành cho sư phụ hết, mà sư phụ cũng tới như thường, huống chi ghế của tôi cũng tới sao được. Cho nên những người ngoài nhiều khi người ta không biết, ta nói đeo cái hình sư phụ là mê đến cái tượng á, nhưng không phải, tại sư phụ còn sống, cả những vũ trụ đều thuộc về sư phụ hết, kể cả cái hình của sư phụ luôn. Cho nên mình đeo được, sư phụ nói ok, ta đã hứa rồi. Có chắc chắn hay chưa hả? Mình không gặp Chúa mà chưa, dù Chúa đi lên cái cảnh giới khác, có thể Chúa cũng ở trong thánh giá đó chứ không phải không. Nhưng mà nhiều khi mình chưa có gặp mặt, mình không có tiếp xúc cá nhân, cho nên cái niềm tin mình nó không vững vàng được. Không thể bắt một con người phàm phu tin một cái gì mà họ không thấy. Vì cái đầu óc mình nó vậy, nó quen rồi, cái gì mình thấy mình biết, mình nắm được, mình mới biết là nó hiện hữu. Tại cái thế giới này là cái thế giới hiện hữu, cái thế giới vật chất, mà bắt mình làm những cái gì, tưởng tượng những cái gì mình khó tưởng, cho nên phải có một cái gì vật chất đặng cho mình nương vào đó mà mình tiến đến vấn đề tinh thần, thấy chưa? Cho nên đeo cái hình sư phụ còn sống, quý vị có niềm tin mãnh liệt trong đó hơn là đeo những cái hình mà quý vị mà đã chết rồi. Quý vị không biết mặt, biết mũi, không biết ổng nó đúng cái mặt ổng như vậy không, mà ổng có chịu ngồi trong cái hình của tôi không. Cho nên cái niềm tin mình nó không có. Không có thì nó khó giao cảm. Thấy chưa? Vậy thôi. Này, tại vì một người, hai người phải nghĩ chung với nhau á thì nó mới dính lại. Thấy chưa? Chứ mà người nghĩ bên đây, người nghĩ bên kia đâu được. Nếu Phật Chúa nghĩ về mình nhưng mà mình nói không biết ổng có không. Rồi cái nó lơ lơ lửng lửng, nó không có ráp vô chưa, thành nó không có thành. Còn sư phụ còn đây. Rồi nhiều người có những cái những cảm ứng kỳ diệu, đã biết rồi, tin tưởng rồi, ngày nào cũng thấy mặt, cũng nghe tiếng nói, nó rõ ràng minh bạch như vậy. Thành ra hai bên đều nghĩ sư phụ lúc nào cũng nghĩ về quý vị, rồi quý vị lúc nào cũng nghĩ về sư phụ, hai bên nó ráp lại là một, một với một là hai, nó mới có cảm ứng nhiều, phải chưa?
nó mới chắc ăn. À. Cho nên đeo hình sư phụ và đeo mấy cái hình kia nó khác nhau là vậy. Đúng không? Ừ. Hình kia mình không thấy không biết. Còn hình này mình thấy mình biết thiệt. À. Thì cái này nó có giá trị hơn. Có cái niềm tin mãnh liệt hơn cho mình. Có bao nhiêu đó thôi. Hả? Mà cũng ngộ. Lên lắm hả? Hoài sư phụ. Ai phá cô? Con ma nó phá con hoài. Cái con à. Lấy cái hình sư phụ con để như trán con vậy nè. Ừ. Con thấy sư phụ đánh nó xẹt 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 ra vậy đó. Xẹt xẹt sáng ra vậy đó. Rồi cái một hơi cái con thấy có một cái người đồng bà đó ra. Ừ. Cái sư phụ đuổi nó đi. Ừ. Dạ. Ừ. Con đậu ơn sư phụ. Ừ. Thì cũng có linh gì đó người ta mới đeo chứ không thôi ai ngu gì mà đeo hoài, người nào cũng đeo hết. Một người ngu thôi chứ rồi cả đám ngu hết vậy. Mà ngu ngày này qua ngày kia vậy đâu có được. Có nha. Thưa sư phụ, năm ngoái con hồi con mới truyền thâm ấn, con đeo cái hình sư phụ, con không dám đi. Nó té hoài sư phụ. Ừ. Nó quay vòng giống như con uống thuốc. Giống à. Như uống thuốc gì đó, nó làm mình quay ngất mòng cả hả? Mấy ngày vậy. Nó quay mòng hoài, thành ra nằm không mà đứng dậy cái nó đảo lại té xuống. À. Thành ra con phải chịu trận như vậy. Ừ. Mấy ngày nó mới hết. À. Cảm ơn sư phụ. Tại có cái sức gia trì đó, nó kéo mình đi lên á. Chứ con có cái này nữa sư phụ, hồi trước khi mà ông xã phòng trường tâm ấn có mấy ngày nữa. Cái đứa con 6 tháng của con sao nó cứ khóc hoài. Cái tới đêm mà ông xã con đi á, cái tự nhiên cái nó nín khóc. Nó mấy bữa đó nó làm cho con với ổng sợ vậy lắm. Nói nếu mà ổng đi thì chắc ở nhà nó làm rối cho con vậy lắm. Vì nó khóc, bữa nào ổng khóc tới 2-3 giờ sáng mà. Con cũng biết tại sao rồi. Tới bữa ông chồng con đi, cái tự nhiên cái đêm đó nó im ru. Nó không khóc. Dạ, con nghĩ đó là chắc nhờ sư phụ giúp cho con. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không phải. Đi chuyện tâm ấn ma quỷ nó gian xa ra hết rồi, mấy đứa nít nó an tâm nó ngủ chứ có chi đâu. Dạ không, mấy bữa trước khi đi á sư phụ thì nó khóc dữ lắm. Thì nhưng mà vậy? Ngay cái đêm mà đi á thì nó nín liền á sư phụ. Bởi vậy. Nó biết nó ăn ổn rồi. Ma dạ. Quỷ không có đứng xung quanh ổng nữa mà đèn ép nó. Dạ. À. Dạ cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, trong vấn đề tu hành á con thấy trong 7 tháng vừa qua á con bị khảo nghiệm nhiều lắm sư phụ. Ừ. Mà những lúc mà được khảo nghiệm như vậy đó, con mới thấy rằng con đã nhớ được rất nhiều những lời sư phụ dạy bảo, đem những lời đó ra áp dụng khi bị khảo nghiệm. Có một lần đó, con nói với gia đình rằng nếu mà giúp tôi tu hành thì sẽ đến gần với tôi hơn, còn nếu mà chống đối tôi đó thì là đẩy tôi ra xa. Thì sau khi con nói câu đó cả một tuần đó, thì nhà im lặng lắm sư phụ, không có gì xảy ra hết. Cái có một hôm con buột miệng con nói bà nhà con đó, tu hành mà không có khảo nghiệm buồn quá. Cái ngày hôm sau ấy có chuyện xảy ra liền chứ bộ. Thấy ra nhưng có một lần đó cũng sư phụ cũng khảo con có nói bác học là con viết một cái câu là trên ta là sư phụ, dưới là ta, bên cạnh ta là những bạn đồng tu, và dưới ta là tất cả những người còn lại trên thế gian này. Ngon quá hả? Cái bác Ngọc bác nói là cũng được đâu, viết vậy ra là mấy người ở dưới đó, họ nói mình ngạo mạn, nó nói kia, mà nói kệ nó, vợ con tôi cũng chẳng coi ra gì, cũng như là mấy người đó. Cái ngày hôm sau cái có chuyện xảy ra, cái vợ con nó gây cái nó không biết gây gì, biết nó nói bây giờ chọn sư phụ và vợ con muốn chọn cái nào. Con nói sư phụ là sư phụ, vợ con là vợ con, không có lẫn lộn. Nhưng mà con nói là vậy, nhưng mà đầu con thì con đầu óc con nghĩ là con sư phụ là trên hết. Và có một lần con đã nói với đứa con của con là con coi sư phụ còn hơn cha mẹ con nữa. Con đã nhất định như vậy đó. Cảm ơn sư phụ. Những người nào mà tu hành tinh tấn á, tin tưởng hoàn toàn vào trời Phật á, thì họ ít có xảy ra cái chuyện gì rắc rối cuộc đời, à, bệnh hoạn cũng giảm đi. Mà nếu như họ bị bệnh á, họ cũng coi không ra gì, họ cũng thấy không có gì quan trọng, phải không? À, không phải họ tự tìm lấy bệnh hoạn. Mình người tu hành tự nhiên nó nhẹ nhàng,
không phải mình muốn bệnh hoạn, nhưng mà rủi có bệnh đi nữa mà tránh không được á thì mình chấp nhận, không thấy gì quan trọng, phải không? À, nếu mà không nắm được cái chìa khóa tâm linh á thì nhiều khi thân thể khỏe mạnh hay cái gì đi nữa nó cũng cũng không có có ích lợi gì bao nhiêu, phải không? Biết bao nhiêu người thân thể cường tráng, phải không? Ăn gì tiêu nấy, rất là khỏe khoắn, da mặt hồng hào, hả? Đẹp đẽ trẻ trung, mà cái vấn đề tâm linh của họ quá thấp, hả? Nói gì không hiểu hết, không có tìm tòi về vấn đề tâm linh của mình một chút nào, không có interest gì hết, đối với họ không có gì hấp dẫn, hả? Thì nó ngộ cái chỗ đó, phải không? Hả? Nhiều người mình thấy thiệt là đẹp, phải không? Cũng đẹp đó, mà cái bằng vô duyên, hả? Nói ra ngoài thường á, phải không? Nói đâu như là bữa củi là đem bom thả. Nhưng còn cái vấn đề mà người tu hành nó đẹp một cách mà mình không thể tả được, hả? Có cái sức hấp dẫn con người. Cho nên mà sư phụ hồi nãy cái cô gì đó nói sư phụ thấy cũng vui vui, ít ra là sư phụ cũng có ảnh hưởng nhiều người ha, cái đường tu họ tiến lên, họ cũng giống y vậy là có tiến bộ, hiểu chưa? À, cái hồi trước đổ mặn đổ ra chay, ví dụ vậy đó, hồi trước dậy sau cũng được, nhưng mà giờ dậy một đường thẳng băng là phải, ví dụ phải ăn chay, nhiều tôn phái cải biến như vậy. Nhiều người nói thôi, sư phụ không biết, sư phụ thì không có đọc báo, nhưng mà nói từ ngày sư phụ đến Đài Loan những nhà văn chương nó viết cái giọng cũng khác, họ giống sư phụ. Rồi hồi xưa nhiều khi những cái chùa chiền nó quy y đâu có nhắc người ta ăn chay rồi đâu, bây giờ đăng báo rồi nhắc rõ ràng, muốn quy y thì phải ăn chay tháng mấy bữa, hay chưa? Hồi xưa đâu có cái hội sư phụ mà quy y đâu, đâu có ai nói tới động tới chuyện ăn chay đâu, đừng nói gì mà đăng báo. À, lúc đó thì sư phụ ăn chay, nhưng còn những người khác đâu có ai ăn chay đâu, không ai đá động gì hết. À, vậy mà rồi sư phụ nói cái pháp môn này tu một đời giải thoát, cái ngạc nhiên, hả? Cái đó vô quy y không á, mà thoát khỏi tam đồ khổ, giải thoát khỏi tam đồ khổ, tức là không đọa địa ngục, không đọa ác quỷ, không đọa bạn sanh, làm người sung sướng á. À, còn cái tu cái pháp này phải ăn chay trường nè, phải ngồi thiền ngày 2 tiếng rưỡi nè, phải đi cộng tu nè, phải trì giới nè, như vậy mà một đời giải thoát, không tin được. Ờ, kỳ không? Thành ra sư phụ nói cho quý vị biết, mặc dù là người với người nó giống nhau bên trong, nhưng mà cái trình độ họ tìm biết ra họ nó khác nhau, cho nên nhiều người cái tâm linh họ rất là u tối, thành ra họ không tin có nhân quả này, họ không tin có đời sống vị lai này, họ không tin có luân hồi. Mặc dù cái hình dáng nó giống con người, nhưng mà cái trình độ tâm linh của họ nó còn ở mức ABC như vậy, cho nên đâu phải vậy ai cũng được đâu. Rồi mặc dù thí dụ quý vị với sư phụ là giống nhau, nhưng mà cái trình độ xả bỏ nó khác nhau, cái trình độ dũng cảm nó khác nhau. Hả? Sư phụ hồi xưa đi tìm đạo, bỏ hết tất cả cái gì cũng được, liền bao qua sinh mạng cũng không cần. Ví dụ có ông Phật nào mong hiện ra, ông nói bây giờ cô chết đi tôi cho cô thành Phật liền, là ta làm liền á. Tới mức độ vậy đó, thành nó mới mau. Có lẽ sư phụ tu đã lâu, rồi kiếp, thành nó có những cái tư tưởng như vậy, có những hành động như vậy, cái trình độ tâm linh nó tự nhiên nó như vậy chứ. Còn có những người khác, trời ơi, năn nỉ cũng không chịu, cũng không nghĩ tới đạo chưa. Dạ kính thưa sư phụ, hôm nay con xin phép được kể một vài cái kết quả nhỏ khi mà con sau khi truyền tâm ấn và tu pháp môn Quán Âm. Sư phụ dạy là khi mình làm việc ở thế gian này á thì mình được ông chủ trả lương, khi mình làm việc với Phật Bồ Tát á thì tất nhiên là Phật Bồ Tát cũng sẽ trả lương mình. Cho nên từ những cái lời đó mà con thấy rằng con có những cái kết quả rất là tốt. Rồi con xin kể cái kết quả thứ nhất là vấn đề mới tu thì nên con cũng muốn là tất cả các đồng tu cũng như những cái người cũ mới nên tham khảo giáo lý sư phụ cho thật nhiều, bởi vì con có những cái thể nghiệm rất tốt ở nơi đó.
Khi cái ngày hôm đó con nhận được cái quyển Tức Khắc Khai Ngộ mà chuyển dịch từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Việt, toàn bộ tập 1 á, thì hôm đó con có nhận về để con kiểm soát lại cái phần lỗi chính tả đó. Thì lúc kiểm soát một hồi tự nhiên con thiếp đi. Mà khi con vừa thiếp đi á, thì tự nhiên cái tất cả những cái âm thanh mà hàng ngày con quán âm á, nó đến bao vây chung quanh con. Nó làm cho con có cảm giác rất là dễ chịu, giống như mình đang đi ngoài nắng và mình được vào một cái phòng mà có máy điều hòa không khí. Và lúc đó con, trong cái thần thức con nghĩ đến, ồ mình đang sửa những cái lỗi chính tả, mà tại sao mình lại nghe được cái âm thanh này. Thì con choàng tỉnh vậy. Vậy thì con, lúc đầu thì con nghĩ con ngủ gục, nhưng mà con biết rằng con không có ngủ gục. Có thể vì trong lúc con làm con có cái sự chuyên tâm, cho nên có thể đó là một cái thể nghiệm của nhập định. Dạ. Yes. Và lần thứ hai thì con có nhận một cái quyển sách vấn đáp của các đồng tu chiếc tay, con mới lên computer để đánh máy lại. Thì trước khi đánh máy con thường cũng hay sửa những cái lỗi chính tả. Thì con đang ngồi sửa thì tự nhiên cách đây 2 năm con cũng có nghe một vị thiền sư thuyết pháp, và cái vị đó kể những cái chuyện mà của những đại minh sư ngày xưa đối xử với học trò. Con không có kể lại chuyện này vì nó dài quá. Và con tìm, cố gắng hết sức để con tìm hiểu cái tại sao mà cái người đại minh sư lại không có dạy dỗ học trò mà chỉ bằng hành động, mà con không hiểu. Rồi cái chuyện đó cũng như là đã chìm quên rồi, con cũng không có nhớ tới. Nhưng cái hôm đó thì đọc đến một cái phần mà giảng của sư phụ trong cái phần sách vấn đáp, thì tự nhiên con hiểu được cái điều đó. Con cũng không hiểu tại sao nó vậy. Cái con rất là mừng. Con nói, ủa con không có nghĩ tới, mà tự nhiên bây giờ con có thể như là hiểu được tại sao mà hồi xưa mình thắc mắc, bây giờ mình đã hiểu được. Và cũng ngay cái đêm đó, con nằm mơ, con thấy con đi đến một cái con đường, mà con đường đó giống như là đi vào trong cái con đường đi vào trong máy bay. Và khi con đi qua đó thì con đến một cái phòng rất sáng. Con thấy sư phụ từ ngoài bước vào. Sư phụ rất là trẻ và rất là sáng. Chung quanh sư phụ có một ánh sáng màu trắng và lấp lánh như là có kim tuyến vậy. Thì con thấy những người đi chung quanh cũng vậy, có một cái chung quanh được bao bọc một lớp như là kim tuyến mà màu xanh lam. Lúc đó cái con mới nói là tất cả mọi người ở đây đều có ánh sáng rất là đẹp. Thì tự nhiên con nhìn xuống, con thấy con cũng có một cái ánh sáng nữa mà có cái màu khác. Biết màu rằng, gì? Dạ thưa, màu cam đỏ. Ôi dồi ôi. Đẹp quá vậy. Nhưng mà nó giống như có kim tuyến. Thế con từ đó thì con mới suy nghĩ ra là những lời mà sư phụ dạy, mình là vô lượng quang, mình là ánh sáng. Thì mặc dù cái thể nghiệm con nó rất là nhỏ và rất là thấp, nhưng mà con tin rằng nhỏ hả? Con tin rằng mình thật sự là vô lượng quang. Nếu mình dùng cái Phật âm của Pháp Môn Quán Âm, thì con nghĩ rằng nếu mà mình trì giới minh bạch và mình dâng theo những lời sư phụ dạy, thì cái ngày mà mình tìm được cái vô lượng quang của mình sẽ có ngày, chứ không xa, con tin là sẽ có ngày làm được. Với lại ở đây con muốn nói là nên đọc sách của sư phụ và nghiền ngẫm cho thật nhiều, bởi vì trong đó nhiều khi đọc qua một lần thì sẽ không bao giờ hiểu hết ý nghĩa, nhiều khi đọc lại lần nữa thì nó lại hiểu một cách khác. Và khi xem video tape của sư phụ cũng vậy. Đây cũng là một cái thí nghiệm trong lúc cộng tu. Lúc trước con có một cái thắc mắc mà con suy nghĩ hoài. Rồi tối hôm đó con ngồi thiền, con cầu nguyện sư phụ để cho con có thể tìm được cái giải đáp. Nhưng mà con cũng không có thấy gì. Thì ngày hôm sau con đi cộng tu, mà hôm đó con lại ông xã đi làm, thành ra con về trễ. Và con đi đến cộng tu, thì cái lúc đó cái anh mà thông dịch cho đạo tràng ở Long Beach đó, thì ảnh dịch tới cái đoạn mà sư phụ giảng kinh, và rất là lạ lùng. Khi con bước vào trong cái thiền đường thì cái đoạn cuối cùng đó nó trả lời hết những cái điều thắc mắc của con không biết nói gì hơn.
cái sự biết ơn, tại vì con không có lời lẽ nào xứng đáng để mà cảm ơn sư phụ. Nhưng mà con muốn nói là con với cái lòng tin tuyệt đối và lúc nào cũng cố gắng tu hành để mong đền đáp những gì mà sư phụ đã dành cho. Xin cảm ơn sư phụ.